Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng mượn oai hùng, Nguyễn Văn Thể xanh mặt chạy mất dép. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng cho họp chính bộ chính trị rồi đưa ra quyết định khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Thông thường các ủy viên Trung ương Đảng và các ủy viên Bộ Chính trị thuộc quyền quản lý của Bộ Chính trị, mà trong đó Bộ Chính trị ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là ủy viên, còn ban bí thư trong tay ông Nguyễn Phú Trọng thì chỉ có quản lý cấp thấp hơn ở ủy viên cấp Trung ương Đảng. Tuy nhiên, với thế lực mạnh nhất hiện nay, tiếng nói Bộ Chính trị chịu ảnh hưởng của ý chí ông Nguyễn Phú Trọng là mạnh nhất. Đây là hình ảnh ý định ép từ chức đã được Võ Văn Thưởng thông báo từ năm 2021, nhưng chẳng ai nghe cả. Theo thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, ban bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, cán bộ thuộc diện cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định. Nghĩa là Bộ Chính trị thông báo nếu không từ chức thì họ sẽ cách chức. Bộ Chính trị ra thông báo này không phải mới vào hồi tháng 9 vừa qua, mà quyết định này đã có từ năm 2021 rồi. Cụ thể là ngày 23 tháng 10 năm 2021, tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở thành phố Đà Nẵng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Ông Võ Văn Thưởng đã nói rằng phải tạo ra áp lực chính trị của tổ chức đảng và cơ quan để cán bộ phải từ chức, uy tín của cán bộ đó giảm sút, không chờ đến hết nhiệm kỳ. Khi đó, một số người thì nhận xét rằng ý kiến đó không phải là của ông Thưởng mà là ý kiến của ông Tổng. Ông Tổng nhờ miệng ông Thưởng đánh tiếng để mấy quan chức ngồi lì biết sợ mà rút. Tuy nhiên, lời hù dọa của ông Thưởng chẳng một ai sợ mà phải tự rút cả. Có vẻ như ông Võ Văn Thưởng không đủ uy tín nên tháng 8 vừa qua, ông Tổng đã mượn tay Bộ Chính trị thông qua quy định số 80 vào ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ, ứng cử để hăm dọa và hiệu quả tức thì. Người đầu tiên phải xanh mặt rút chạy khỏi ghế bộ trưởng, đó chính là ông Nguyễn Văn Thể. Đây là hình ảnh vào tháng 8 năm 2022, ông Trọng đã mượn Bộ Chính trị để hù dọa tiếp. Ngày 17 tháng 10, tờ báo chí trong nước cho biết Bộ trưởng Giao thông Vận tải được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Như vậy là việc ông Thể sẽ rời chức vụ Bộ trưởng là do ông tự nguyện chứ không phải ông bị phế truất. Việc tự nguyện rời ghế không biết có được xử nhẹ cho sai phạm của ông Thể sau này hay không, vì Bộ Chính trị không có cam kết bằng văn bản. Có người thì cho rằng những gì được quy định bằng văn bản hẳn hoi cũng chưa chắc gì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giữ lời, chứ nói gì đến việc không quy định bằng văn bản. Từ khi quy định số 80 được ban hành, chưa ai phải chạy mất dép ngoại trừ ông Nguyễn Văn Thể. Và hiện nay có rất nhiều quan chức dính chàm nhưng vẫn đang ngồi lì tại ghế không chịu tự nguyện rút lui, mà chỉ có một mình ông Thể. Có người chỉ đánh giá rằng ông Nguyễn Văn Thể là một bộ trưởng gan sứa. Đây là hình ảnh chỉ mới mình ông Thể sợ quy định 80 của Bộ Chính trị. Rõ ràng vào năm 2021, ông Tổng Bí Thư chỉ thấy uy để ép ban bí thư dọa và chẳng ai sợ, và giờ ông mượn oai của Bộ Chính trị dọa thì đã có người sợ. Có lẽ ông Thể nhát gan thật, nếu ngồi lì thì chưa biết ông lại có thể ở lại chiếc ghế bộ trưởng đến hết nhiệm kỳ, cũng có khi như vậy. Trước hội nghị trung ương lần thứ 6, Vũ Đức Đam và Nguyễn Xuân Phúc bị dính đến vụ Việt Á ở nhiều cấp độ khác nhau, nhưng cuối cùng hai ông này vẫn ngồi lì và giờ thì hai ông này vẫn chưa mất chức. Xem ra ông Nguyễn Văn Thể gan sứa thật. Thực ra Bộ Chính trị là cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên trong Bộ Chính trị cũng có rất nhiều phe, chứ không phải chỉ một mình ông Nguyễn Phú Trọng kiểm soát được tất cả. Vì thế dù quy định số 80 được ban hành nhưng sức nặng của nó không phải là sức nặng của cả Bộ Chính trị. Vì thế ông Thể sợ là rất có thể ông sẽ bỏ mất cơ hội ngồi lại chiếc ghế Bộ Giao thông Vận tải để ép và chén tiếp. Và cuối cùng thì ông Thể đã phải tự từ chức theo cái quy định này của Bộ Chính trị đề ra. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng đang chuẩn bị mẻ lưới lớn hốt cá khủng. Nếu không có gì thay đổi thì ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi ở ghế cao nhất của Đảng 3 năm nữa. Lò của ông Trọng bao lâu nay cho thấy ông đốt chưa mạnh và các thanh củi gộc như Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải thì vẫn không thể vào lò.
với trường hợp Nguyễn Tấn Dũng xem như ông Nguyễn Phú Trọng bất lực và để cho thấy lực này trỗi dậy. Còn thế lực Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Phú Trọng đang cố đánh mạnh nhưng xem ra không dễ dàng gì. Cá nhỏ bắt được rất nhiều với hàng loạt các giám đốc các CDC sổ khám thì đấy là những con cá nhỏ. Cá lớn cũng được ông Trọng bắt một ít với Ủy viên Trung ương Đảng thì được xem là cá lớn. Ủy viên Trung ương Đảng cấp bộ trưởng thì chỉ bắt được vài người và lại nguồn Ủy viên Trung ương Đảng ở các bộ không nhiều. Hiện nay 7 Ủy viên Trung ương Đảng đã bị xử lý khai trừ, cách chức, cho thôi nhiệm vụ kể từ đầu nhiệm kỳ, trong đó có một số ít là bộ trưởng. Nguồn của Ủy viên Trung ương Đảng nhiều nhất là cấp bí thư tỉnh ủy, nếu ông Trọng đánh vào đấy thì ông sẽ hốt được mẻ cá lớn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước thềm kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15, trong lần họp cử tri, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc tiếp xúc này, ông đã nhấn mạnh về trường hợp xử lý ở Hải Dương Phạm Xuân Thăng. Ông Trọng nói không phải một người mà móc ngoặc với nhau từ bí thư tỉnh ủy cho đến cán bộ các cấp và còn cả các cán bộ trên trung ương. Ông Trọng nói rằng lúc đầu cán bộ vi phạm không nhận nhưng đưa ra tất cả bằng chứng, xuống gặp gỡ tổ chức đảng ở đó nên cuối cùng phải nhận. Tại hội nghị Trung ương 6 đã kỷ luật bí thư tỉnh ủy Hải Dương ở mức cao nhất là khai trừ ra khỏi đảng. Từng chi tiết trong việc tấn công của ông bí thư tỉnh ủy được ông Trọng nhớ như in. Điều này chứng tỏ ông Trọng theo sát sau các vụ đánh án. Trong tay ông Trọng có Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có Ban Nội chính Trung ương và có Bộ Công an. Với việc ông trực tiếp chỉ đạo cấp dưới ở ba cơ quan này đánh án, thì xem ra các bí thư tỉnh ủy nào có ăn chia với các giám đốc CDC chuẩn bị tinh thần để vào tù là vừa. Đây là hình ảnh ông Trọng cần làm nhiều các vụ Hải Dương hơn nữa. Theo ông Trọng, tại hội nghị Trung ương vừa qua đã có quyết định rất mới và đây là tiến lên một bước mới, ông nói. Theo đó, không chỉ kỷ luật mà nếu cán bộ thấy có khuyết điểm, tự nhận và xin thôi, tự từ chức thì Trung ương và cơ quan có thẩm quyền đồng ý quyết định cho thôi. Việc này nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mất hết quyền chức. Còn ai có điều kiện, sức khỏe, khả năng có thể tham gia vào công việc khác phù hợp hơn chứ không phải cốt xử thật nặng, không còn tình nghĩa gì mới là nghiêm. Ông Trọng đã nói như thế. Đấy là nơi mà ông Trọng có thể bắt cá lớn, còn cá khổng là hàng ủy viên Bộ Chính trị thì cho tới nay ông Trọng chưa bắt thêm được ai ngoài Đinh La Thăng. Người dân thì hy vọng đại án Vạn Thịnh Phát ông Trọng cho tóm được ông cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải vào lò. Nỗi oan của bà con Thủ Thiêm cần được giải quyết tận gốc. Việc quan trọng là phải tóm cho được Lê Thanh Hải và sau đó là tóm luôn hai nhân vật tiếp theo, đó là Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Tổng hợp lại được Lê Thanh Hải và ông Trọng bắt ra được thì sẽ mở được cú nút thắt nhóm tam trụ ăn đất. Tuy nhiên để tóm được Lê Thanh Hải thì ông Lê Tô Lâm thì phải vượt qua được vụ án Vạn Thịnh Phát đầy thách thức. Đây là hình ảnh cá gọc Lê Thanh Hải vẫn đang nhởn nhơ. Câu hỏi đặt ra là cá lớn, cá khủng có tóm được hay không? Để trả lời câu hỏi này thì chỉ có ông Trọng trả lời được, chứ chưa chắc gì ông Tô Lâm có thể giải đáp. Với ba công cụ mạnh trong tay là Ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an mà không tóm được cá lớn thì không khéo, trò đốt lò đã gần 10 năm xây dựng đảng của ông Trọng thành ra trò trẻ con vì chẳng tóm được cá lớn nào.